Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Hoàng Trần Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới vào ngày thứ hai đầu tuần. Hôm nay là lễ lao động 2 tháng 9. Chúc quý vị những thì giờ còn lại trong ngày thật nhiều niềm vui và dự báo thời tiết nghe nói là sẽ nóng lên Thảo Yên. Sao anh phải nhấn mạnh cái chữ lễ lao động vậy? Vâng, thưa quý vị, hôm nay đó là thấy bắt đầu trời không có còn mát mẻ nữa đâu, nhiệt độ tăng từ từ, nhưng mà hôm nay so với 2-3 ngày sắp đến đó, là vẫn còn đỡ nhiều lắm rồi. Hôm nay buổi trưa trung bình lên có thể khoảng 85-86 độ ở khu vực miền Nam California, nhưng mà từ như quý vị thấy đó, bắt đầu thứ tư là từ 90 độ trở lên. Họ ghi nhận là thứ năm, thứ sáu sẽ là hai ngày mà nóng nhất ở trong tuần này. Hai ngày này có thể lên 95, xin lỗi quý vị, có thể là gần 100 độ, từ 98 trở lên. Hy vọng mà hôm nay sẽ là ngày lễ lao động mà mình phải đi làm cuối cùng đó Thảo Yên. Chúng tôi đã làm việc ngày lễ lao động khá nhiều trong những năm qua và chắc phải đưa ra yêu cầu giống như những người lao động biểu tình ngày hôm nay biểu tình từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay trên khắp các khách sạn. Lẽ đương nhiên những người này họ nói rằng là mặc dù vậy lễ lao động họ vẫn buộc phải đi làm và yêu cầu những cái chuyện hỗ trợ nhiều hơn. Tình hình tài chính hôm nay là đóng cửa thị trường, thế nhưng chúng ta nhìn lại vào ngày thứ sáu vừa qua và liệu xem ngày mai tình hình sẽ như thế nào. Thứ sáu vừa qua thì mọi thứ đều rất tốt đẹp thưa quý vị, hầu như là kỷ lục, mặc dù Nasdaq là vẫn dưới 18.000 điểm. Hiện nay bước vào tháng 9 và mọi người đang chờ đợi xem trong tuần lễ này hoặc là tuần lễ tới, tức là giữa tháng 9, Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ra sao. Và việc cắt giảm lãi suất này sẽ chắc chắn đóng góp thêm cái sự tăng tiến của thị trường chứng khoán. Bởi vì giảm lãi suất, việc giảm lãi suất đó thưa quý vị, tại sao họ quan tâm? Khi mà lãi suất quá cao hiện nay, các công ty họ không muốn mượn nợ. Và thậm chí những người mà đi mua nhà đó, tức là hai cái lĩnh vực nó có một cái liên đới với nhau. Các công ty họ dè chừng trong cái việc mượn, nhất là các công ty nhỏ họ rất là chật vật. Bởi vì sao? Mượn mà với phần lời cao. Mà quý vị biết đó, mượn ở ngoài khác với tiền nhà còn có cái sự hỗ trợ để giữ cho cái phần lời thấp. Còn mượn tiền để đầu tư lại là cái phần lời đôi khi rất là cao. Tương tự như quý vị đi mua xe mới thì cái phần lời thật thấp, 0.9% hoặc là 1.99%. Nhưng mà mua xe cũ, thậm chí tùy theo tín dụng, nếu những công ty đó không có được tín dụng tốt, họ phải trả những cái phần lời mười mấy phần trăm như là đi mua xe cũ vậy. Và vì thế nếu mà cắt giảm lãi suất thì sẽ giảm gánh nặng nếu họ trả lại những cái khoản tiền bao gồm tiền lãi, tức là tiền lời mỗi một tháng. Và vì thế nếu phân lời xuống, và phi mà phân lời xuống như thế đó, sẽ lúc làm giảm cái áp lực đối với việc trả tiền. Và vì vậy họ hy vọng các công ty khi mà họ mượn đó, họ mượn cả tỷ chứ đâu, họ đâu có mượn mà ít như người tiêu thụ đâu, vài trăm triệu thôi, tới bạc tỷ để làm gì. Khi họ thấy rằng ô, cái mặt hàng của chúng ta có tiềm năng trong tương lai là sẽ tạo nên lời, nhiều người sẽ mua một cái sản phẩm đó, họ tin tưởng vào điều đó, họ sẽ mượn tiền để mà bành trướng cái việc sản xuất,
sau đó bán có lời, họ dễ dàng trả lại cái số tiền đó. Điều này sẽ thúc đẩy cái việc tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn. Đó là việc giải thích tại sao phân lời đối với giới đầu tư hiện nay sau Covid-19 và lạm phát đã tăng quá cao. Bây giờ cái áp lực của lạm phát đã giảm, vì thế phân lời cũng sẽ hy vọng giảm xuống. Công trái phiếu 10 năm là 3,9 và dự đoán ngày mai cũng sẽ không thay đổi nhiều. Dầu lên 17 sen, 73 đồng 72 sen, vàng hôm nay là tăng 5 đồng 2, 2532 đồng 80 sen. Dầu hỏa và vàng trao đổi trên thị trường thế giới, không ảnh hưởng của ngày lễ lao động Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, từ ngày hôm qua đó thì mấy chục ngàn nhân viên làm việc trong ngành khách sạn họ đã chính thức đình công và vẫn kéo dài qua ngày hôm nay. Họ yêu cầu thứ nhất tăng lương và thứ hai họ nói là cái tình trạng làm việc phải được cải thiện hơn. Thì tổng cộng đó là khoảng 24 cái khách sạn của ba cái chuỗi Hilton, Hyatt, Marriott trải dài ở gần 30 thành phố là bị đình công, trong đó có những cái thành phố lớn như là San Francisco, Oakland, Seattle, Boston, Honolulu, Baltimore vân vân, thưa quý vị, là bị dính ở trong cái đợt đình công này. Thì các nhân viên đó, nghiệp đoàn, họ có nghiệp đoàn đại diện cho họ cho biết là họ lần này đó là họ sẽ chỉ kéo dài trong 2 đến 3 tuần rồi để xem, xin lỗi quý vị, trong 2 đến 3 ngày để xem trong 2 3 ngày này đó phía đại diện các lãnh đạo hotels có giống như là chịu thỏa hiệp nhượng bộ với những yêu cầu của các nhân viên hay không. Thì cái lý do đó, thưa quý vị, là kể từ Covid và sau khi mà hết Covid rồi đó, thứ nhất các khách sạn họ lấy cái lý do là lúc đầu đó là từ Covid cái là vắng khách, người ta không có đi du lịch, cái đó là đúng. Cho nên là bởi vì vắng khách thì lúc trước mỗi phòng lúc nào cũng có khách, bất bây giờ không có thì họ ngay lập tức họ cắt giảm cái chuyện mà phải dọn dẹp phòng mỗi một ngày. Lúc trước là hotel họ dọn mỗi ngày, thì họ nói là bây giờ không có khách nữa thì họ sẽ không dọn mỗi ngày, thì thành ra là họ giãn ra là 2 hoặc 3 ngày mới dọn một lần. Và lúc trước ví dụ nguyên một cái tầng lầu 10 phòng có 2 người nhân viên phải dọn dẹp thì họ nói là ít khách, ít công việc, cho nên họ cắt thì là cũng đúng thôi. Bây giờ một tầng chỉ có một người nhân viên. Thế nhưng quý vị cũng thấy, và cái đó không riêng gì cái người dọn phòng mà ở dưới lễ tân cũng như vậy. Lúc trước ở dưới đại sảnh là 4-5 nhân viên đón rồi sau đó book phòng cho khách, thì từ Covid trở đi họ cũng cắt giảm còn có 2-3 nhân viên thôi, rồi cũng cắt bớt giờ làm. Nhìn chung lại đó là các hotel họ vừa cắt số người nhân viên, vừa cắt bớt giờ làm của những người vẫn còn may mắn giữ được việc làm. Thế nhưng bây giờ đó thì rõ ràng quý vị thấy là cái lượng, cái chuyện du lịch nó đã quay trở lại gần như cái mức bình thường. Khách họ cũng book khách sạn trở lại nhưng mà không còn được như trước đây nữa. Quý vị cũng nhớ là bây giờ bắt đầu người ta cũng thích Airbnb nhiều hơn, thì khách sạn họ cũng mất bớt đi một cái lượng khách nhưng mà không có còn tệ như cái thời Covid nữa. Nhưng mà cái chuyện là khách sạn bây giờ quý vị thấy là nếu mà book khách sạn đó, cái giá nó không còn như cái thời trước Covid, là giá đã tăng từ 30-35%, họ add thêm đủ thứ chi phí hết. Nhưng mà cái chuyện thứ nhất, lương của nhân viên đó họ chỉ cho tăng có 25% kể từ sau Covid, cái chuyện đó nghiệp đoàn họ xác nhận là đúng. Nhưng mà không thuê thêm người, vẫn tiếp tục cắt giờ làm, thì bây giờ đổi lại một những cái người còn giữ lại được công việc của họ, họ không đủ sống trong cái thời gian này. Thì với cái, và bây giờ những người nhân viên họ nói là lượng khách quay trở lại như vậy nhưng mà khách sạn vẫn cố tình không cho cái chuyện mà dọn phòng mỗi một ngày để mà cắt bớt cái giờ làm của họ, thì khiến cho họ thứ nhất là vừa là lãnh lương ít đi nhưng mà mỗi khi mà quay lại để mà dọn phòng đó thì 3 ngày mới dọn một lần, cái lượng công việc nó nhiều. Rồi lúc trước là 2 người dọn một tầng, bây giờ một mình họ dọn một cái tầng, thì vừa làm lãnh lương ít đi mà cái khối lượng công việc lại làm double so với lúc trước. Cho nên là bây giờ những cái người ở trong cái ngành này họ không chấp nhận, họ yêu cầu phía khách sạn đó là phải thứ nhất quay trở lại cái chuyện là tự động dọn phòng mỗi một ngày, và thứ hai nữa là thuê thêm nhân viên để mà giảm tải cái số lượng công việc. Thì bên cạnh cái vụ đình công ở
cái ngành khách sạn này thưa quý vị, thì thật ra trước đó một tuần ở tại chính tiểu bang khu vực miền Đông Nam của Hoa Kỳ đó cũng xảy ra một cái vụ đình công, khi mà có 17.000 nhân viên của công ty AT&T họ cũng đã biểu tình vì cái chuyện họ nói là khi mà thương thảo để renew contract với lại AT&T đó, những nhân viên này họ trong nghiệp đoàn thì họ nói là phía AT&T đã cố tình đưa vào những cái điều khoản bất lợi cho nhân viên. Thì cái vụ đình công này ở chính cái tiểu bang chẳng hạn như là Alabama, rồi Mississippi, South Carolina, Tennessee vẫn đang tiếp diễn. Thì cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái cơ quan nào hoặc nhà cửa nào mà sử dụng cái mạng lưới của AT&T thưa quý vị. Lỡ mà ví dụ chúng ta có internet của AT&T đi mà bị đứt dây, bị hư gì đó thì sẽ không có được sửa chữa ở trong cái thời gian này. Tại vì tất cả những người technician mà họ làm cho cái mảng support, maintain, install cái wireless của AT&T là đều nằm trong cái đợt đình công lần này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chợ Tràm Chim trên đường Westminster trong khu chợ Sài Gòn là nơi lý tưởng để họp mặt bạn bè với các món tôm hùm xào đặc biệt, tôm nghêu, hào sò nướng, lẩu dê, món mới cá nướng da giòn thơm ngon không đối thủ. Cuối tuần tăng cường thêm món gà nướng lu, đặc biệt sốt hay party tray cho 10 người chỉ từ 220 đồng, tặng thêm khay trái cây tráng miệng hay 5 khay có luôn 5 pound lobster chỉ có 320 đồng, free delivery trong vòng 5 mai. Quý khách đến tiệm ăn trên 100 đồng sẽ được tặng một con cá nướng. Chợ Tràm Chim mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. 7149513194. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Và thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949 629 0103.